Kênh Nhà Đất Hòa Hiệp xin kính chào quý vị và các bạn. Xin giới thiệu quý vị anh chị một miếng đất có diện tích là 3.700 m². Con đường này là đường thông về xã Bầu xã Phú Lâm, cách tỉnh là tỉnh lộ 329 khoảng tầm 1,7 km nhé. Miếng đất ở đây thì đất này được khoảng là 20 mét mặt tiền thôi quý vị ạ. Nó là 3 sào 7, và lô đất này được chào bán mức giá là 650 triệu. Đây cũng có nhà nha quý vị, khu dân cư cũng có nhà, nhưng mà dân cư cũng không được đông lắm, cho nên là anh chị mua lô đất này, chắc ai muốn mua lô đất này thì làm vườn thì ok, làm trồng trái cây chăn nuôi thì ok. Ủa, nó tới qua bên này mà đúng không? Qua bên này tại sao mà mới được 20 mét? Qua bên này được hơn 20 mét chứ, hơn 20 mét rồi nếu mà qua tới đây ấy. Nãy mình tưởng ở đâu bên kia chứ. Qua này thì được tầm khoảng là 25 mét. Được 25 mét tiền quý vị ạ. 3 xào 7. Ở trong kia trồng tiêu, toàn bộ là tiêu. Toàn bộ là tiêu. 650 triệu. Chọn sổ lô này là 650 triệu nha quý vị. Mình vô khảo sát cái vườn chút xíu đi. Toàn tiêu, tiêu là xanh ngắt luôn. Tiêu to quá. Tiêu này chắc được tầm mười mấy năm rồi. Tiêu quá là đẹp. Quý vị anh chị nào mua lô đất này thì liên hệ cho Văn Trung nhé. Ở đây là đường nó thông tứ hướng luôn, thì cách đây cũng có 2-3 con đường vào đây. Thì về 329 khoảng tầm 1 cây 7 là tới 329, tới cái khu vực xã Phú Lâm. Đây này, có dàn ống tưới tưới tay này. Ở đây điện nước đầy đủ nha. Phía sau người ta có móc cái hồ. Cái hồ để tưới nước ha. Quý vị anh chị nào mua thì liên hệ cho Văn Trung để xem đất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Thì quay nhiều lô quá nên mình quay sơ sơ những lô nào ngắn gọn, tóm tắt ngắn gọn lại thôi. Quý vị anh chị xem hợp lý thì alo lại cho Văn Trung, sẽ để số điện thoại trên màn hình. Nhớ đăng ký để ủng hộ cho Văn Trung làm những cái video về đất nó hợp lý hơn nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.